Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện thành thị ủy tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Nghệ An. Sau 10 năm thực hiện, chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã đi vào đời sống, tác động mạnh mẽ tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Nghệ An. Các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên. Tổng doanh số cho vay đạt trên 27.700 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 13.370 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2024, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã cấp vốn trên 742.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Các tham luận tại hội nghị đều đánh giá nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi đã khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được của tín dụng chính sách xã hội sau 10 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng nêu ra một số khó khăn tồn tại. Đáng lưu ý là nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn rất lớn, nhưng nguồn vốn tín dụng chính sách chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngân sách địa phương trong cơ cấu nguồn vốn mới chỉ chiếm 3,14% tổng nguồn vốn. Trong giai đoạn phát triển mới, đang đặt ra yêu cầu mới liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo các ngành các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 40 bằng các chính sách giải pháp cụ thể từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cấp ủy chính quyền tiếp tục sâu sát trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, truyền tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, huy động tối đa các nguồn lực để bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, tăng cường hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo phương thức hỗ trợ có điều kiện thông qua hình thức cho vay ưu đãi tín dụng chính sách, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước của nhân dân, kích thích người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị có liên quan. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân. Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen cho 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư.